Trên tay em đây là các cái mẫu cần 4H. Mẫu này thì nhà em bán rất là lâu rồi và em cũng chưa làm những video về những cái mẫu cần này. Đầu tiên là Vic 4H. Thì hôm trước em cũng giới thiệu qua là có 4568. Đây là cái mẫu Vic 4H này. Và đây là Bạch Kinh Thiên 4H. Thì Bạch Kinh Thiên 4H có cả màu xanh và màu cam. Và tiếp theo là mẫu Tiểu Ngư Vương, em cũng không nhớ là hình như là vẫn còn mẫu nào đấy. Và em sẽ lối qua một chút. Còn đây là cái mẫu Hải Thần Long Vương, thì mẫu này là mẫu 5H. Hôm nay em quay chủ yếu là mẫu 4H, nhưng mà vì là cái phôi của cái cần của những cái dòng cần rẻ khoảng 100k thì nó sẽ là phôi 24T, và những cái mẫu đắt hơn thì nó sẽ là phôi 40T, 30T và 24T thì nó sẽ dày hơn. Đây là em quay để các bác cùng cảm nhận cái phôi cần 24, cảm nhận xem nó như thế nào. Không phải là phôi mỏng hơn thì có sẽ có độ cong hơn, mà đấy là tùy vào từng mẫu cần. Ví dụ mẫu 4H thì nó sẽ cong hơn rất là nhiều, đấy, kiểu như thế. Còn mẫu 4H như hôm qua em giới thiệu, mẫu 4H chất liệu 24T giá 110k đấy, thì là nó là 24T, nó dày hơn nhưng nó vẫn cong giống như những cái mẫu cần đắt. Đây anh em có thể nhìn thấy, thứ nhất đấy là cái màu sắc của cái phôi. Đây, cái này là Hải Thần Long Vương à, phôi 40T cộng 60T này, cái này là 24T này. Thì đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy cái màu sắc của nó khác, và cái thứ hai khi chúng ta mua hàng chúng ta sờ và cảm nhận luôn, đấy là nó sẽ mịn hơn cái 24T này. Và để mình mắt thường nhìn kỹ hơn một chút nữa thì các bác có thể nhìn thấy đây, đấy là cái vải của cái 24T nó rất là thưa so với cái 40T, nó sẽ thưa hơn một chút. Đấy, còn cái 60T và nói chung là cái mật độ carbon càng cao thì nó lại càng đắt tiền. Và hôm vừa rồi thì có anh khách nhà em đến bảo là mua cần hăn đinh hơn 1 triệu, thì em bảo luôn là thế anh làm nào anh biết được cần đắt hay cần rẻ. Đây mà của hãng thì chắc chắn là yên tâm rồi, thì em cũng nói qua là anh chỉ cần xem và cảm nhận cái phôi cần, xem cần nào ngon hơn. Giống như kiểu sợi vải ấy, càng nhiều sợi thì nó lại càng cây cần lại càng có độ bền của cần. Đấy. Đây là cái phôi carbon. Em sẽ chụp kỹ lại một ảnh và để lên trên đây để các bác xem và cảm nhận hơn. Đấy, một con cần. Nhưng mà cái con cần này cũng chỉ là 260k thôi các bác nhé, 3m6 260k. Đấy, ở đây người ta bọc túi bóng so sánh với những cái con mà khoảng hơn triệu của các hãng. Tất nhiên là bây giờ hãng thì người ta sẽ bán rẻ hơn xuống rồi, họ chỉ bán còn bây giờ chỉ bán là những cái cây cần như ngày trước 40T 60T, bây giờ họ chỉ bán là khoảng 500 hình như thế, hoặc 300 mấy. Còn đây là cái cây cần Vic 4H nha. Đấy, phần tay cầm là tay cầm bầu, các lóng bên trong à, lúc nào cũng thấy cái mấy mẫu Vic này nên là rất là nhiều hãng khác cũng đã lấy cái ý tưởng thiết kế của cái mẫu Vic này, màu hồng màu xanh này rất là hài hòa. Và sơn đầu lóng này các bác có thể thấy này, đầu lóng gốc là màu xanh, phần đầu tiên là màu hồng màu xanh, sau đó lại màu hồng màu xanh, và cuối cùng là màu hồng, rất là nhịp nhàng. Làm rất là kỹ, một cái cần rất là rẻ. Sơn đầu tiên sơn một lớp màu hồng ở đầu lóng trước, sau đó lại tô đen đè lên cái màu hồng đấy để cho chống xe chống quạt tuyệt đối. Và đây là cái cây cần 4H. Đây, em sẽ ra cần và cũng như là test thử cái độ cong của nó. Thì các bác có thể xem lại những cái video hôm qua em làm về cái mẫu 5H, thì mẫu 4H tất nhiên là nó sẽ cong hơn rất là nhiều. Đấy, và nó vẫn thẳng nha các bác nha. Khi ra cần rồi, cần 4H sẽ nhẹ hơn cần 5H và nó rất là thẳng. Chỉ cần rung nhẹ phát là có độ lấy ở phần đầu. Về mẫu 4H à, ok luôn.
như em thì em rất là thích câu mẫu 4H và 3H, 2H. Lên cá rất là mềm, mềm mại nhẹ nhàng, thích đong đưa, thích dòng, thích tán gái cũng phải thích lâu la một chút, không ai thích tán một phát đổ luôn. Đây là cái size 4,5 m, có khi là hơi dài. Nếu mà tép ba chai nước này, nó sẽ cong, có khi lên được thì nó sẽ cong vào chân mình luôn đấy. Thì 4H thì nó phải là cái phân bố lực 28 đi chăng nữa, nhưng mà nó rất là dẻo so với những cái mẫu làm hát. Đấy, các bác có thể thấy luôn à, cái độ cong của nó là nó cực phê luôn. Đây là test tính ba chai nước và em cũng đang đứng ở trên một phẳng, tay em cũng cầm gốc, cần tay em cầm phần gốc nha. Một ba chai này mà lên được thì tức là test tính được 1,5 cân, có nghĩa là mình câu dòng cá đấy thì khoảng tầm 3-5 cân, thực sự là rất là thoải mái luôn. Đấy, các bác có thể thấy à, lên rất là dễ, cực dễ luôn, độ lấy của nó là. Đấy. Em lưu ý với các bác một điều là khi mà chúng ta lên cá này rồi và dừng cái động tác này rồi, dừng cá vào bờ rồi thì chúng ta hơi lùi cái này lại, tránh trường hợp nó cong, lúc mà xuống đất rồi nó cong thì lại lực của nó quá nhiều, làm cho cây cần rất dễ bị gãy. Đây là mẫu Vic 4H nha các bác nhá. Sau khi test qua thì nó vẫn cứ vào được cần rất là nhẹ nhàng, thoải mái, không bị kẹt, không bị nóng, không bị kẹt, không bị bớ nóng, tức là họ làm cũng rất là tỉ mỉ về các nóng, về phần gốc. Rồi xong thì em không ra cái phần gốc của nó, nhưng mà chắc chắn một điều là ông làm rất là kỹ, bên xưởng người ta làm mẫu này cũng rất là kỹ. Mẫu này thì có 2,7 m, 3,6 m, 3,9 m, 4,5 m, 5,4 m và 6,3 m. Đấy, phù hợp cho anh em nào câu rô, câu diếc và có thể là câu chép. Nói chung đi ra hồ mà cầm cái mẫu này thì quá là đẹp luôn. À, mình cũng so sánh luôn, tao mua có hơn 100 bạc, trong này có khi mua tiền triệu mà chưa chắc đã đẹp bằng. Còn đâu về phôi thì có thể nó sẽ khác hơn, nhưng mà nếu mà mua một cái cần đắt mà đến lúc ra phôi cũng như cái phôi của cái cần này thì đấy là một cái điều gọi là giống như là bị mua đắt đấy. À, tiếp theo là cái mẫu tiểu ngư vương 4H. Đây là cái túi của cần này. Mẫu này thì em đã làm video giới thiệu chi tiết rất là nhiều rồi. Đây là cái phần tay cầm của nó, tay cầm hình bầu. Bầu nó lại hơi thuôn thuôn so với cái mẫu 4H khác. À, tất nhiên là nó cũng có các sơn đầu lóng. Và cũng bơ thêm một lớp đen đẻ lên cái lớp sơn cùng màu của nó nữa. Và các bác có thể cảm nhận luôn đây là cái phôi của cần nha. Và em xin nhắc lại là phôi 24T thì giá lúc nào nó cũng sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Đây là size cần 4,5 m và test thử cái độ cong và độ đàn hồi của cây cần tiểu ngư vương 4H. Đây, các bác có thể thấy cái độ cong của những cái cây cần 4H rất là cong đều và cong nhiều.
Đấy, nó rất là lẫy so với cái các mẫu làm hát khác. Sau khi tiết xong vào cần cũng rất là dễ. Ôi, này chắc đấy luôn. Buộc chặt quá. Đây là cái mẫu tiểu ngư vương, và cái mẫu này là có các size là 2m7, 3m6, 3m9, 4m5 nha các bác nha. Vừa xong thì em test tái tĩnh cây cần này. Và đây là khi mà chúng ta thu cần lại và ra cần lại, không một vết xước của cây cần này. Đây là độ lẫy và tất cả các thứ của cây cần này. Tiếp theo đây là cái mẫu bạch kinh thiên 4H. Mẫu này là có hai màu, màu xanh và màu cam. Nó chỉ khác nhau về màu sắc. Còn nó các thứ bên trong là vẫn chất liệu carbon hay là các thứ là vẫn giống nhau. Đây là mẫu bạch kinh thiên 4H, và cái tay cầm của nó vẫn là hình bầu so với cái mẫu. Các mẫu 4H thì thường là tay cầm hình bầu như này. Và mẫu này thì có tem và tem QR ở trên thân cần nha các bác nhá. Cây này size này size 6m3. 6m3. Đây là 4m5. Thường thì những cái mẫu 4H này nó rất là nhẹ. Đây là các cái lóng bên trong, tất cả các lóng, đầu lóng đều có sơn chống xe chống toạc, kể cả lóng sát ngọn cũng có sơn. Và đây là phần gốc của các lóng. Đấy, lóng sát ngọn cũng có rãnh chống kẹt, và là các rãnh chống kẹt thì đều được sơn. Cái chống kẹt trong bờ lóng ngọn chính của nó là ngọn ngọn rỗng, nên là nó phải được bịt cái epoxy này để chống nước vào. Đây là size 4m5 này các bác ạ. Các bác có thấy là cảm nhận là nó rất là nhẹ. Đấy. Tiếng của cần, tiếng của phôi cần rất là đanh. Đây em sẽ test thử cái chai nước, ba chai nước để các bác cảm nhận xem cái độ cong, độ đàn hồi và độ lẫy của cần. Bạch kinh thiên 4H nha các bác nhá. Các bác có thể cảm nhận luôn đấy là cái độ cong của nó rất là nhiều luôn so với cái mẫu 5H. Cùng phân bố lực. Rất là dễ dàng. Vừa xong thì em ra giới thiệu qua 3-4 mẫu 4H của nhà em. Tất cả các mẫu này đều có các size 27, 36, 39, 4,5, 54. Và hiện nay thì em đang bán cái mẫu này 2m7 là 180k. Thường là mẫu 4H lúc nào cũng đắt hơn mẫu 5H. 4H làm khó hơn và
thường là cũng được làm tỉ mỉ chi tiết hơn rất là nhiều so với mẫu 5H. Các bác đặt hàng mua hàng thì kiểm tra hàng trước khi thanh toán xem có đúng như những gì video em giới thiệu hay không. Cảm ơn các bác đã xem hết video.